cái đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Ừ, chị Nôm hả? Chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha, nói vậy thôi cho tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nghe. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Ờ không chị, gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang biếu anh xui chị xui. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi, muốn làm chi? Con đại nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Vậy cái hả? Này cất hoàng bên đi, để ổng đem đồ mới về á. Trời ơi, nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nó chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước khen. Ừ. Kìa anh Năm kìa. Ừ. Ổng về chưa? Trời, ổng nói ổng đi ổng về liền mà sao tới giờ này ổng chưa chịu về nữa. Trời ơi, ổng đi đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ổng đi đâu. Ở kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. Ừ, ông về rồi. Ừ, để đây. Ôi, trời ơi, mệt quá. Ngồi đi, ngồi đi ông. Tôi tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ, ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ nó. Tao nói ông bà mà nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì ông? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Trời ơi, chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà vậy. Thôi uống miếng nước, uống miếng nước. Vậy ông đi, hôm nay ông dập dìu rồi, ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi, tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thí điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì? Ôi, trời ơi, không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Còn cái kẹt này là nó cứ kẹt bất bình thường. Sao bất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Để nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí cái chỗ cây lậy đó. Trời ơi, người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Giấy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó, chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ ở trạm thu phí cây lậy thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy idol của tôi không? Không cần đi một đàn nào mà biết ba bốn sàng luôn, thấy không? Ê anh Năm, có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Tôi nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già, ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn, rồi gom ba bốn chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đó, cái thôi anh ơi. Thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông sao kỳ quá. Anh em bạn nói chơi với nhau thôi, bỏ xuống đi rồi. Rồi, cái chuyện đó. Nãy nó cái chuyện xã hội thôi. Giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Tôi biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng ba nó đưa quà của thằng hai cho tôi. Vậy đó hả? Thằng hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axi. Axi. Mình thấy không? Trời, cái phone Axi nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Tôi nói cả nước Việt Nam nó có hai cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái thằng hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi. Bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng. Trời ơi, tôi đi cái anh này thiệt à. Cái này đó, đâu ông thấy ông lem đen người ta nói cái gì nó tự sướng đó, ông tự sướng. Selfie. Tự sướng coi. Tại chồng vô cái nè. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy. Tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á.
Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, anh thấy người ta có của là ganh tị mà. Thôi mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi. Mày đặt xài ba cái bộ mát thôi, nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè anh Năm gì nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ chỏ ra sọt sọt vô để cho tôi coi kẻ với hai cái ông già dịch này á, tối ngày cứ chọc nhéo nhau hoài à. Mà còn gì nữa không nói cây này quà của ông còn quà tôi đâu, làm sao mà thiếu được quà của bà. Quà tôi đâu đây nè, đâu cái gì đâu vậy, rồi cái con đâu? Dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Cái tông bi xì xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Ừ, đó. Cái này để lát nữa tôi coi. Rồi để đó đi, còn nhiều lắm. Rồi sao nữa? Đó. Trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời, dữ quá em. Rồi, đó, 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 tôi nói rồi. Rồi, rồi bây giờ vô đôi tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui, từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi, nói túm lại tất cả đều rồi. Trời, không phải tôi khen vợ tôi, vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hùng cái coi. Mẹ. Trời ơi, bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le nó châu mỏ nó gõ. Mày thiệt à? Tôi nói thiệt với anh Năm nha, cả đời Năm không có ai hung anh hết, cho nên không có biết hung là gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông, tôi không hung chừa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó thích. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Năm hoài à? Hoài là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Thôi vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, tôi cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi, đồ nhựa, nhựa chở lớn này chị thấy không? Thấy anh Sáu tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu của ảnh còn cho cháu mình nữa. Ê nói nghe. Cái cháu anh ở bên Mỹ đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bên chị. Trời ơi, chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở bên người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cách đi. Rồi, mấy nhỏ vô. Về chơi. Rồi. Dạ. Lâu quá không có gặp ông. Trời ơi, đi ở trển miết à nha. Trời ơi, dạ. Thì nói tao nói Sài Gòn nó Năm có nhiều. Dạ cảm ơn. Năm biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình hả? Mọi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho bậy, tôi. Bậy 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 bậy, tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông không bà có. Mà. Mình trưng cái khác mình nè. Trưng cái gì khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Đây ông chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đây? Cái gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Trời ơi. Đây. Cầu xài xả xả là xà. Đây rồi gà trời đất ơi. Cái này lạ nè bà quý vị. Ê, cầu xài xả ga. Vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Nhà tôi có tiền mà, cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái đội rồi. Nói nghe, đừng có chưng cái này. Cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này. Ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Cái gì? Chưng cái gì vậy anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều à. Ông nội ơi, đây, anh em về nhà ông chưng đi. Ông để lỡ hoài à. Dạ. Bậy bạ. Thì bây giờ anh nói anh chưng mình ga, ga nổ lên là tiêu điều chứ sao. Thì ơi, anh thích chưng tiêu điều để ông chưng đi. Mệt quá. Thôi sửa soạn đi vô tắm rửa đi, đây đây cô rước ông bà nữa. Gì mà nó đòi nè, tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để tắm. Ok rồi, tôi vô tôi tắm á. À, có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi, rau nữa. Gì vậy anh Năm? Tránh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì, anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu mà anh kêu là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu, bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời, ông thích là tôi chiều, mà ông liều là tôi chích.
Nói nghe nó nghe. Không, tôi nhất là tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ, chơi cho nhỏ nhẹ nha. Chứ chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán, dễ sợ à. Quá mấy bà làm như tụi tôi là con nít đi vô ủ đồ, lát tôi mặc tôi ơi, cúng ông bà. Dĩ hòa, dĩ quý nghe không? Tôi biết rồi. Hai ông là sáp lại là có chuyện, sáp lại là có chuyện ha. Thôi mình cứ nhây nhây rồi vô ủi bộ đồ vest cho tôi. Rồi, rồi. Biết rồi, vô, vô, vô. Dĩ hòa, dĩ quý nghe không sao? Trời ơi, được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Sao vậy? Hả? Tôi đi mấy ngày rồi ông ai chơi với ông nhớ đúng không? Mà đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu quýnh cờ để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Ờ. Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn, cho anh chọn trước á. Thôi anh chọn trước đi. Nếu mà anh nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Ờ. Vậy là coi chuyện lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Ừ. Anh đi đi. À, nó mới làm gì vậy bà anh vậy? Có chừng cơ thể. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Vậy vậy. Nè nè. Vũ vậy. Tubi skin care. Là nãy con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử chứ trời ơi tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên con gái của chị á một bộ này nè. À. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi, chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng. Quá trời láng mịn. Sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi, được rồi tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Ngồi uống nước bạn vô cái. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Ừ. Trời ơi chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị đối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp mặc quần lạnh đen. Hay. Anh hỏi em sao da trắng như bông lại, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt có người cài kẹp chưa? Trời. Nè chị nghe tôi đối lại nè nghe. Nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đần ca tài tử. Uống đi chị Năm. Con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Trời đất ơi con xe. Ê, ông Sáu, ông Sáu. Con xe gì? Đây nè, tôi để con mã lên. Ông dớp con mã tôi thì tôi gài con xe tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ ăn không thấy con xe đâu? Ừ, con xe nó chắc nó rớt ở đầu đó nó không chừng. Trời ơi nó anh Năm chứ đâu có đâu mà khoan. À, cái gì ông đứng nghiêm tôi coi cái gì nghiêm thì biết gì cái gì đâu ai đừng có chụp bay chụp ba chút đồng lưng đồng lát cái gì vậy. Đây hả con này? Con gì đây? Con gì đây? Con gì ông Sáu? Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái, kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tụt phải không hả? Ông chơi tụt phải không hả? Ông nói bậy nó bạ phải không? Nè, Năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tụt thôi chứ cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ từ dưới anh nói tôi nói tục là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thấy biết anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha, Năm. Anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói kìa, con là gì? Con gì? Con xe mà. Ừ. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu, nó chạy. Trời đúng không? Trời ơi. Tự nhiên vậy anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Thấy lại tụi có không? Lấy. Nè, xe là con người lái mới chạy được nha. Chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó lại chạy vô hạ bộ ông à? Hả? Này là dấu rõ ràng mà còn chấp anh à?
xe robot đó, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có, không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tính anh Sáu mà chơi thua là ăn gian liền, ông nhịn đi. Ghẹo ông chi giống ông nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đáng. Ông ta nói vậy đó ông nghe. Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ. Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng rồi. Vô đi. Ông đóng giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời đây. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh rủ tôi cờ ra đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Giờ làm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, rủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nó tôi vô văn quá. Trời, nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo, alo. Một hai một hai. Cho banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng trong. Sao ông im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Cái gì vậy? Trời ơi, đang tắm cái chạy là phải gì không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, mở bên đi nhạc, cài giật, sao chịu nổi. Ông mắc kinh thông hả ông? Ông để cho yên ổn, tôi tắm rồi. Tôi vô thay đồ lát ra liền. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nữa. Trời ơi, trời ơi, vô đừng tụ đi. Hàng sớm, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này, tôi cho nhà ông trái luôn. Anh năm cưng. Chiều mùng một, chị năm đi đờn ca tài tử. Anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Ông Sáu. Gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le Tết coi. Xài chút thôi nha ông. Ừ. Chờ một chút. Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Ừ. Cái này ác xì. Hình đẹp lắm á. Rồi 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 rồi, tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Không. Ừ. Tự sướng. Cẩn thận nha mình. Ừ. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi, đúng là được hết. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi, tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á, là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh. Trời ơi là trời. Gì vậy? Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Gì nữa trời hả? Ơi. Trời ơi. Thay đồ mới rồi ha. À. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha. Trời, tôi mặc bộ đi luôn cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng à. Ngon cơm quá mà. Bởi vậy tao nói
Tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi, bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào con này thôi, không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn theo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má tha lỗi cho con. Gì vậy trời, tôi là rể đông sàng tốt mà. Đông sàng hả? Chị Năm hả? Chị gì bình tĩnh nói gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì? Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng nè, chị coi vậy hả? Đâu rồi tôi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi. Anh Năm, tôi đâu có ngờ anh lại một người sở thanh phản bội vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi, tên có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Lầm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi, tôi khổ quá. Sao khổ? Khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Hả? Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trong. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái gian hồ. Gì mà có nửa đời hương thắng này nữa. Trời ơi, sao ông nỡ lòng nào ông ta nhận. Bình tĩnh chị Năm, còn rồi. Tôi đây nè chị Năm ơi. Hết rồi. Tôi nói bình tĩnh chị Năm ơi. Bà lầm rồi. Lầm cái gì mà lầm rồi. Trời ơi, ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà lầm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Bình tĩnh lại chị đứng lên. Trời ơi, cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô. Thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại trong đây. Rồi bây giờ để tôi coi giùm cho. Chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị, nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm. Bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Đây nè. Đây. Rồi tôi bấm rồi đó. Ông chết. Bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung. Chị Năm ơi. Ơi đang dòng sôi lửa bỏng mà chị, bà bỏ tôi vậy. Đi đi đi. Bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà tính đi. Anh Năm ơi, có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe. Rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Ờ bà. Rồi. Alo. Alo. Mày là con nào? Hả? Hả? Nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè cô mới nói cho đàng hoàng tử tế nghe. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ? Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại đừng. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao bán mày gã cái răng không còn cái răng ăn cháo nha mày. Hả? Ê mày á, nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì không? Tao mày ngon mày dám gặp mặt tao không? Mày ở đâu? Tao vô kế nhà sao đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thời sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Ờ bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày sao? Mày gặp mặt tao đi. Mày nhận dạng tao đi. Sao? Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao mấy lâu mày tới? Hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày tao coi. Tao liệt mày trong 3 tiếng đếm rồi á. 1, 2, 3 là tao tới liền nè. Ồ. Vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nghe hả? À, biết rồi. À, cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị Nhi? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mọi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bảy. Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị sao? Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chừng gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sao? Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đần phi tài tử ha? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói Sáu đau họng ha? Để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Không phải tại sao có tin nhắn vô mày? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sáu không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là... Điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? À, cái này là hệ quả của con cờ nữa nè. Ông
ông Sáu ơi. Ông Sáu. Ông ra đây. Ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây. Anh Năm này giỡn chơi tôi mà. Năm ơi, trời ơi, cái gì đâu Năm giỡn chơi. Ông làm như vậy đó hả ông Sáu? Ông giỡn chơi cái mửng đó hả? Ông giỡn chơi cái mửng. Năm mà Năm ăn dép lao nè. Cho ông ăn dép lao. Quang đừng dối giết quang một trang hào kiệt. Nghe lời em đình thô. Mạng anh hùng còn đâu nữa một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng mà hôm nay u hẹn đôi phen giữa giấc đường đành chia tay vĩnh viễn. Hay công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó Năm. Ai trời ơi vợ anh hay. Xin lỗi Năm. Cho nhà tôi tan quan ăn Tết này hả? Nhà tôi không bất ổn hả? Hả Năm, anh Năm bình tĩnh anh Năm. Sớm láng giềng anh Năm ơi, môi hở răng lạnh. Trời ơi, môi hở răng lạnh mà cái răng á trắng cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông cái vợ như vậy vui chứ mà sao anh kỳ quá. Khổ ghê nè. Ý, hình như là ông trưởng ban. Xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? À, vui. Dạ. Ngay giờ mà ông mặc đồ tưởng ca bồi tét xác á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng chim không dám lỡ ăn lúa tin không? Chuyện của tôi nghe. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Ê, kiếm tới ông trưởng ban không cứ chịu nữa. Em nói chơi cho vui. Trời. Dạ. Không chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ, dạ mời ông lại ngồi. Ngồi đàng hoàng. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Ê nè. Dạ. Tôi đi từng xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100+ tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn. Không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh dạo vẫn chơi đó. Cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ. Ông bà xưa người ta có dạy. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Ủa tụi tôi là con ông hay ông lại ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy cái đó. Đó là vợ chồng ông nội. Cái đó còn xa. Ở đây ai vợ ai chồng? Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng xác. Đúng chưa? Vậy, câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi. Còn nói rộng rãi hơn. Có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. À, nữa. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? À, trưởng ban này mà. Nếu mà không nói trật ruột lấy gì coi? Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. À. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng một Tết. À. Làm gì? Mình tham gia cái giải được đền ca tài tử của ấp. Rồi, tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi, đúng rồi, làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè, tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ. Bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn. Trời ơi, có nhiều phụ huynh tôi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy giác là bịch ni lông lội qua sông. Tôi thấy ứa nước mắt luôn không? Đứt ruột, đứt gan vậy đó không? Ủa Năm, cái này sao anh biết hay vậy? Tôi báo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó ông nào hỏi hoài. Ông Sáu nổ này không có tin tưởng hàng xóm của mình. Ảnh là Năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Ông hỏi gì rồi tôi nói dốc không nội. Cái phụ huynh gì mà cổng con đi qua bỏ bao ni lông đó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Trời, trời ơi thôi đi. Thôi khỏi. Bây giờ vậy. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây? Ha? Ví dụ đóng góp là xây cầu hả? Ừ. Tôi nói thiệt đây việc nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi tốt. Tôi đóng 2 triệu mốt. Tôi đóng 2 triệu rưỡi. 2 triệu 7. Tôi đóng 3 triệu. Chị Năm, chị 3 triệu rưỡi.
Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Đấy. Chạy đua võ trang hả? Ông kích, ông phóng, ông kích, ông phóng hả? Điều nào mới sao? Ông à, làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng? Đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa. Mới thôi hả? Ông nói chơi cho vui. Tết nói chơi cho vui. Sớm mà cứ giỡn hoài. Đây, bây giờ tôi phải về trước ông bà. Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều. Bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm. Đây nè, mình xây cầu. Mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp. Đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phân nửa là bà con đóng góp. Dạ. Phân nửa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu một bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi, tụi tôi giỡn mà. Thông năm mới, chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi. Sang năm mà áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc sao nổ, sang năm bớt nổ giùm. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Cứ vậy là